VPS gỡ hình ảnh đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên website chính thức. Theo yêu cầu từ phía Hoàng Anh Gia Lai, VPS, đơn vị quản lý giải v đã gỡ hình ảnh đại diện của câu lạc bộ này trên website chính thức của v do hình ảnh sử dụng logo của nhà tài trợ cũ. Trước đó, poster giới thiệu giải v 2023 của VPS có sử dụng hình ảnh tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, đây là hình ảnh từ mùa giải 2022, khi Tuấn Anh vẫn còn mặc trang phục có logo của nhà tài trợ cũ. Phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai yêu cầu VTF thay đổi hình ảnh này bằng hình ảnh mới, gắn liền với màu áo có logo của nhà tài trợ mới. Tuy nhiên, do nhà tài trợ mới của Hoàng Anh Gia Lai đang đụng với ngành hàng nước tăng lực của nhà tài trợ V-League 2023, nên VPF tạm thời gỡ hình ảnh của cầu thủ đại diện cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Tuấn Anh khỏi poster giới thiệu về giải, không chọn cầu thủ khác hoặc hình ảnh khác thay thế. Căng thẳng giữa Hoàng Anh Gia Lai và VPF liên quan đến sự việc va chạm nhà tài trợ hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tối ngày 30 tháng 1 vừa qua, VPF có công văn yêu cầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không được quảng cáo cho nhà tài trợ mới, trùng ngành hàng với nhà tài trợ của giải V-League, không quảng cáo trên áo đấu không đặt bản quảng cáo trên sân. Không tổ chức các hoạt động bên lề có dính đến nhà tài trợ liên quan đến giải v league Đáp lại, phía Hoàng Anh Gia Lai có công văn nêu rõ quan điểm có thể không tham dự v league 2023 do thiếu kinh phí, vì chịu lệnh cấm nói trên của VPS. Hiện tại, phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết họ đang đàm phán lại với nhà tài trợ của mình, sẽ có thông báo nếu nhà tài trợ của họ có quyết định mới. Theo một số nguồn tin, Gói tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai ký với nhãn hàng nước tăng lực có giá trị khá lớn, lên đến 40 tỷ đồng một năm. Theo nhận định của các luật sư, trong trường hợp vẫn thi đấu V-League và phải chịu lệnh cấm từ phía VTS. Hoàng Anh Gia Lai không chỉ không nhận được số tiền kể trên mà còn phải bồi thường một khoản tiền không hề nhỏ cho phía đối tác vì không tuân thủ hợp đồng đã ký với nhà tài trợ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.